Và chào mọi người đến với series đi hái dìa phần 4. Lộn, phần 3 chứ. Ủa con Quy nè. Má lâu quá không gặp mày. Lâu lắm rồi chưa gặp. Nè. Hỏi coi làm YouTube được 7 tháng rồi. Làm liên tục xong. Đây con diều của con Quy nha. Má này gió mặn quá mày. Rồi. Chào mọi người. Diều thằng Quy nha. Đó, diều cá mập không. Cái đuôi nó mất tiêu rồi. Rồi mất luôn cái cắn kia nữa đó. Diều ăn kìa. Diều ăn đang bay kìa. Ê, bạn biết thả không Hoàng Nam? Ê, nó bay kìa, chạy nhanh lên. Ê, đừng có để cho mấy nó bay gì lắm. Không, tao cầm nguyên một cọng mà. Dạ, em cũng thả ra có vài cọng nữa. Em cầm gì luôn. Má anh Quy làm YouTube lên nó đăng đi rồi xong nó dừng luôn 7 khác luôn á. Đâu rồi nó gặp mày với mày. Má ta như lâu là lắm rồi, mấy bạn mới gặp. Năm khác đó. Rồi, năm khác xa cách nhau giờ gặp nhau á. Gần 1 năm rồi đó. Vậy bà mới hè đây bà ơi. Gần 1 năm. Gần 1 năm. Khi nào tới khác 6 năm 2023 đi mới tính gần năm ơi. Giờ chưa đâu ba ơi. Còn trời sớm nói gì bà. Khi nào tới tháng 6 thì mới tính nha bà. Trời ơi đóng cái bồ này ghê quá. Và mình cá chắc xe ghi này. Mày nghĩ coi người ta cũng phải đi từ từ chứ mày. Mày biết có hôi lắm không. Tao nhưng điều mà mày dễ được. Đúng lúc á. Okay. Bây giờ mấy bạn sẽ coi mấy em chiến thần hái diều nha. Mấy em quỷ chiến thần hái diều nha. Diều Quy nè. Ba. Lâu quá mới gặp nhau ha. Ôi tự thả đi. Thả đi tại bọn Nam không biết thả. Không biết thả, còn biết thả. Không. Con biết thả mà Hoàng Nam biết thả. Biết hả? Ê! Biết thả thì mày tự thả đi mày. Thôi thôi kệ cho Nam ơi, tự bạn thả giùm nó đi. Thôi cứ nhường mẹ, nó quên đi. Quên cách mẹ rồi. Hả? Quên cách rồi. Giờ sao? Thả là nó bay lên á. Dù. Ê! Có chừng cái chai nó bay một cái rồi luôn, xui luôn. Nói ra là báo không được xui nha, xui nha. Lần đầu tiên nghe thằng Quy nó báo ấy. Do năm khác xa cách nó không có nói từ báo giùm. Lần đầu tiên mà nghe nó nói từ báo. Diều mừng nó dẫn ba em. Tiêu rồi. Để con diều dưới này nè. Con đứng đợi dưới kia, con diều đây nè. Rồi bắt. Ủa ngược ông nội. Ngược sao nó lên. Ngược chứ. Con thấy con diều bay hướng này mà. Nó bay hướng này ba ơi. Có nghĩa là con Hoàng Nam lên cầm con diều trên đây nè. Điếm mày. Con diều trên đây nè. Ok. Muốn biết con diều Quy ra sao, nhớ đón xem phần 4 để xem chi tiết nha. Còn bây giờ bye bye.